Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói về các lỗi sai cơ bản khi quay phim, những lỗi mà rất có thể các bạn hay chính mình cũng đang gặp phải và cách sửa những cái lỗi đấy. Bắt đầu thôi, thì cho nhé. Rồi, câu chuyện là đợt này ở nhà hơi rảnh thế mình đang review lại video cũ của mình. Và mình nhận thấy là ngày xưa có một vài lỗi sai, sai rất lớn. Nhưng đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn lặp lại những lỗi sai đấy. Và mình không muốn anh em cũng giống như mình. Vậy là tổng hợp rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những lỗi sai đấy nhé. Thì lỗi sai đầu tiên đó chính là setup sai thông số. Thông số về quay phim thì có rất rất nhiều kiểu, rất nhiều thứ đúng không? Nhưng thông số đầu tiên mà mình muốn nói với anh em setup sai ấy, đó chính là frame rate. Frame rate là gì thì anh em tra Google một tí là biết thôi. Nhưng hiểu đơn giản là mỗi loại frame rate nó dành cho một chủ thể, một trường hợp khác nhau. Ví dụ như anh em quay thể thao này hay quay chủ thể chuyển động nhanh này, anh em sẽ muốn quay frame rate cao lên một tí, 60 frame, 100 frame. Còn nếu anh em quay những cảnh ví dụ như là người ngồi nói bình thường hay là kiểu như là khung cảnh các thứ bình thường ở ngoài thì anh em sẽ chỉ cần quay 25 frame hay 30 frame là cùng thôi. Và ngày xưa có một người quay tất cả video, cả những đoạn nói hay tất cả mọi thứ 100 frame anh em ạ. Chính mình. Có một mẹo nữa mà có thể các bạn đã nghe rồi nhưng mà thôi mình cứ cho ở đây nhá. Đó chính là hãy học hết về cơ bản. Và nếu anh em cũng như mình thì đây là lý do để anh em không làm như thế nữa nhá. Ngày xưa lúc mình quay tất cả mọi thứ 100 frame là tại vì mình nghĩ là về sau có thể slow motion, lỡ mình cần slow motion thì sao. Nhưng vấn đề ấy, cái lỡ đấy không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Ok, nếu các bạn cần slow motion các bạn có thể quay 100 frame, 60 frame gì đấy, thậm chí là lên vài trăm, vài nghìn frame. Nhưng có một vấn đề là những cái đoạn kiểu như talking head như thế này này, các bạn không cần thiết phải quay được 60 hay 100 frame. Nếu các bạn quay 60 hay 100 frame ấy thì rất có thể cái khung hình của các bạn trông sẽ không được tự nhiên cho lắm. Thêm mấy nữa, về sau này dựng video chẳng hạn, những cái đoạn footage kiểu 100 frame hay là 60 frame khi các bạn xử lý, các bạn sẽ tốn tài nguyên hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Máy tính các bạn sẽ cần khỏe hơn để xử lý đoạn footage đấy so là với những footage kiểu 25 frame. Và đó, quay sai frame rate trông vừa không được tự nhiên cho lắm này và vừa kiểu như là tốn tài nguyên, tốn thời gian xử lý ở máy tính hơn thì tại sao chứ đúng không? Và đó, nói chuyện frame rate thì đi cùng với frame rate cho anh em quay phim cũng biết là chúng ta còn một thông số nữa cần quan tâm. Đó chính là tốc độ màn chập. Ngày xưa lúc mình mới bắt đầu quay phim ấy thì mình nghĩ là tốc độ màn chập nó cũng giống như chụp ảnh thôi, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Hồi đấy mình thấy là setup tốc độ màn chập bao nhiêu cũng được. Nhưng một vài năm qua nhiều kinh nghiệm đau thương rồi thì mình phát hiện ra là khi các bạn set sai tốc độ màn chập, khung hình của các bạn trông nó cũng sẽ hơi kỳ một tí. Chuyện kỳ thế nào ấy thì nó sẽ lại liên quan đến motion blur hay là một vài kiểu nguyên tắc và thông số khác. Nhưng có một lời khuyên cho các bạn, đó chính là khi các bạn quay phim trên máy ảnh bình thường thôi, ví dụ như mình đang quay trên một chiếc máy ảnh ABC ở đây chẳng hạn, thì các bạn hãy nên để tốc độ màn chập gấp đôi với frame rate mà các bạn đang dùng. Ví dụ đi footage các bạn đang xem mình là quay footage 25 frame thì mình sẽ để tốc độ màn chập là 1/50. Còn nếu mình cần quay một đoạn video về mình slow lại thì mình sẽ để frame rate là 100 frame hình trên giây, còn tốc độ màn chập sẽ là 1/200 đi. Tại sao phải xếp như thế này thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu khá nhiều về những quy tắc khác, ví dụ như shutter angle ạ. Nhưng thôi, hôm nay chúng ta sẽ không nói về những thứ phức tạp đấy. Tóm lại, ở trên máy ảnh hãy cố gắng để tốc độ màn chập gấp đôi frame rate. Và đó, đây là thông số thứ 2. Thông số thứ 3 anh em có thể setup sai, nói luôn đó chính là white balance. Đầu tiên là về chế độ, mình không khuyên anh em để chế độ auto white balance khi quay phim. Một ví dụ đơn giản đi là nhiều bạn làm vlog hay quay video ở nhà chẳng hạn, các bạn sẽ quay bằng ánh sáng ở ngoài trời đúng không? Rất nhiều lúc kiểu ánh sáng ngoài trời kiểu như trời trong không có mây thế thì ánh sáng sẽ trắng. Nhưng nếu có một đám mây bay qua chẳng hạn, ánh sáng sẽ xanh. Lúc này ở trong video của bạn thì màu sẽ thay đổi, nhảy hơi và nhẹ đi một tí. Ở trên ảnh bình thường thì cái sự thay đổi này nó sẽ khó nhận ra hơn, hoặc là về các bạn có thể chỉnh lại trong việc hậu kỳ nó dễ dàng hơn. Vậy nên lời khuyên của mình đó chính là anh em hãy cố gắng quay video set đúng cái white balance, đừng để có auto white balance nữa anh em ạ. Nếu anh em quay video ở trong nhà mà có thể kiểm soát được ánh sáng của anh em, ví dụ như mình có cái đèn led ở đây, độ chuẩn màu khá là ok, thì mình nghĩ là white balance để khoảng từ 5000 đến 5500 độ K sẽ là khá là ổn. Còn nếu anh em đi quay ở ngoài, em hãy thử với con số độ K kiểu loanh quanh khoảng 5500, 5600, tìm lấy một độ K phù hợp với anh em, hoặc đi vào và sử dụng những mode white balance ở trong máy các anh em có sẵn. Ok, đấy là những thông số mà mình xét sai nhiều nhất và mình tin là rất nhiều anh em cũng đang xét sai. Sai nhẹ một cái thôi anh em có thể biến người bình thường thành kiểu incredible hawk luôn anh em ạ. Cẩn thận nhé. Rồi, nếu những vấn đề mà mình vừa nói với các bạn ấy nó không ảnh hưởng đến quá nhiều, trông chỉ hơi khác một tí thôi ấy, thì vấn đề tiếp theo nó sẽ khiến cho video của anh em thảm họa hơn rất là nhiều. Đó chính là không biết dùng picture profile nhưng vẫn cố dùng. Chắc hẳn các bạn đã nghe rất nhiều lần về việc kiểu như là quay S-Log xong rồi về kiểu grip màu sẽ rất là đẹp đúng không? Nhưng đấy là nếu các bạn biết grip màu S-Log, còn nếu các bạn không biết grip màu S-Log thì sao? Ví dụ không từ đâu xa, đó chính là video đầu tiên mình làm. Mình quay bằng S-Log và mình không biết chỉnh S-Log anh em ạ, xong rồi hồi đấy mình quyết định là thôi. Ok, vậy nên tóm lại,
chưa biết thì không nên dùng, mà muốn dùng thì phải thực hành, phải thử trước khá nhiều lần rồi mới dùng anh em nhé. Chứ không đi quay về edit ra không là gì thì mệt đấy. Rồi, những cái lỗi sai mình vừa nói với các bạn ấy thì có thể một phần nào đấy các bạn có thể chấp nhận được. Các bạn có thể nhắm mắt cho qua, hoặc là kiểu các anh quay phim hay có một cái câu kiểu như là fix it in post. Nhưng với những lỗi sai sau đấy thì rất có thể các bạn không có cơ hội để sửa lúc mà các bạn đang dựng video nữa. Những lỗi sai này sẽ được tóm gọn trong một câu, đó chính là không chuẩn bị kỹ. Vậy chuẩn bị kỹ ở đây là chuẩn bị những cái gì? Thì vấn đề đầu tiên cần phải chuẩn bị, mình nghe rất nhiều anh em nói với mình câu là em không biết quay cái gì. Đến một nơi rất là đẹp nhưng các bạn giúp bạn quay ra, các bạn không biết làm thế nào để quay lại ở cái chỗ cảnh đấy. Hoặc với tất cả những gì diễn ra trước mặt các bạn không biết làm thế nào để ghi lại cái diễn biến đó. Thì thứ đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó chính là shortlist. Shortlist ở đây đơn giản là những cảnh mà các bạn cần quay. Mình nghĩ với một cái video các bạn có thể tưởng tượng nhẹ ra được trong đầu là nó sẽ xảy ra, nó diễn ra theo ý tưởng, dòng thời gian các thứ như thế nào. Nhưng để hiện thực hóa cái dòng thời gian đấy thì các bạn cần cái shortlist, một cái gọi là hệ thống cơ bản ở trong đầu các bạn về những cảnh các bạn cần quay. Mình có một cái mẫu shortlist cơ bản ở đây, đó chính là những cái cảnh mà các bạn cần quay này. Quay góc như thế nào, quay frame rate bao nhiêu, quay ở trong nhà hay ở ngoài. Và ít nhất ở cuối cùng các bạn nên có một cái cột để tích xem là các bạn đã quay cái cảnh đấy chưa. Và đó, đấy là thứ đầu tiên cần chuẩn bị. Cái thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều thứ khác cần chuẩn bị hơn ở sau này, đó chính là thẻ nhớ, pin, mic, chân máy và rất nhiều phụ kiện khác. Ví dụ đi, mình sẽ nói về pin. Là việc quay phim các bạn biết luôn là nó tốn pin hơn chụp ảnh rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta sẽ nói đến thẻ nhớ chẳng hạn. Việc quay phim tốn nhiều thẻ nhớ hơn việc chụp ảnh rất nhiều. Đây là chưa tính đến việc anh em có thể dùng những cái máy kiểu quay to hơn 6K, 8K gì ấy. Lúc đấy thì càng tốn thẻ nhớ hơn nữa anh em ạ. Tiếp theo anh em nói về phụ kiện quay phim thì chúng ta có thể nói về những thứ các bạn cần chuẩn bị, ví dụ ND filter này, chân máy này, mic này và rất nhiều thứ khác. Tại sao mình cần nhấn mạnh vào việc chuẩn bị này? Đó chính là mình rất ghét cái việc kiểu đi ra ngoài đang quay mà phải dừng. Hay nếu anh em làm việc theo crew, làm việc theo đội thì sẽ có người khác phải đợi anh em. Một mắt xích ở trong một chuỗi công việc kiểu làm việc không ra gì thì cả cái chuỗi công việc nó sẽ bị chậm lại. Và bọn mình vẫn hay có một cái câu ấy, đó chính là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Và cái sai lầm về việc không chuẩn bị kỹ này ấy, rất có thể anh em phải trả giá bằng rất nhiều tiền mặt anh em ạ. Và vậy nên lời khuyên khi đi quay phim đó chính là hãy chuẩn bị kỹ những gì các bạn cần, nhất là những cái thứ kiểu như là cơ bản, ví dụ như thật nhiều pin, thật nhiều thẻ nhớ. Giải pháp thu tiếng cho video của các bạn là gì? Dùng chân máy hay gimbal là nhất là nhá. Nhớ shortlist để biết mình quay cái gì anh em ạ. Rồi, ok. Phần tiếp theo chắc sẽ là bonus một tí thôi. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đến một viễn cảnh nhá, là anh em không còn phạm lỗi sai lầm gì nữa. Chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ từ pin đến thẻ nhớ này, đến chỗ quay dùng đúng picture profile, không xét sai thông số, về nhà dựng giết các thứ ok. Nhưng vẫn có thể có một lỗi mà rất dễ anh em sẽ mắc phải. Cái lỗi này có thể nó sẽ ảnh hưởng to hoặc không to tùy vào mức độ của anh em. Nhưng rất có thể anh em sẽ quay không đủ cảnh, hoặc anh em bỏ qua cơ hội để có thêm cảnh quay. Rồi, nghe hơi phức tạp đúng không? Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề này thì có một câu đấy chính là thừa còn hơn thiếu anh em ạ. Đây chính là vấn đề chúng ta tạo ra backup plan riêng của chúng ta. Mình sẽ ví dụ thử nhé, là về sau khi anh em đã quay đủ hết tất cả cảnh ở trong shortlist rồi, còn thời gian ở buổi quay đấy, còn đèn những cái thứ đã setup xong rồi nhưng anh em không quay tiếp. Về nhà khi bắt đầu ngồi bàn dựng với cả bạn editor chẳng hạn, bạn editor hỏi là anh ơi còn cái cảnh quay này nữa ở đây không? Hoặc mình đã nghe rất nhiều câu ví dụ như là giá như chúng ta có cái góc khác của cái cảnh này nhỉ. Nghe này thì có vẻ to tát rồi, các bạn nghĩ là kiểu chỉ có đi quay MV hay là phim điện ảnh thì chúng ta mới cần những vấn đề đấy thôi. Nhưng video review của mình đơn giản như mình quay thôi, nó cũng sẽ cần những vấn đề này anh em ạ. Ví dụ đi là mình quay một cái sản phẩm gì đấy, mình sẽ cần quay nhiều góc của cái chi tiết đấy ở trên sản phẩm. Sau này về chẳng hạn lỡ cái câu nói của mình quá dài, mình sẽ không muốn là cả cái câu đấy chỉ có một góc duy nhất của cái sản phẩm đấy thôi đúng không? Mình sẽ muốn là mình có thêm một vài góc khác để mình chám lên trên cái câu nói quá dài của mình. Nghiên cứu khoa học cơ bản một lần nào đấy mình đọc được ý là kiểu như là cái sự chú ý của người ta vào một cái video và một cái câu nói nó chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 3 giây thôi. Nếu dài hơn 3 giây mà các bạn chưa đổi cảnh mà các bạn vẫn nói cái câu đấy thì rất có thể khán giả của bạn sẽ bị chán. Và vậy thôi, đó là những vấn đề về việc quay video mình cảm thấy mình sai trước đây. Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn sai và mình nhìn thấy rất nhiều người làm việc với mình vẫn đang sai. Không biết anh em có lỗi sai gì nữa không? Hãy comment ở dưới, chúng ta sẽ cùng bàn luận về cách làm thế nào để sửa những lỗi sai đấy. Còn video ở đây là hết rồi. Trước khi tắt cái tab YouTube này đi, anh em hãy nhớ chúng ta có nút like, nút share và subscribe ở dưới nữa. Nhất là share cho những người bạn của bạn vẫn đang có những lỗi sai như thế này khiến cho bạn phải gánh team ấy. Rồi thì video hết rồi. Bye bye.